làm thế nào để phòng tránh tắc tia sữa? Để mà phòng tránh được tắc tia sữa thì mẹ cần phải nắm được cái nguyên nhân gốc gây tắc tia sữa cho mình là gì. Thì Trâm sẽ chia ra làm hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm đầu tiên là do ứ sữa và nhóm thứ hai là do đau đầu ti. Thế thì nó lại có rất là nhiều những cái lý do khác nhau dẫn đến hai cái nguyên nhân này. Ở cái nhóm nguyên nhân do ứ sữa ấy, thì có thể là Trâm hay gặp nhất, đó là do mẹ lố giờ hút hay là trễ cữ hút, hoặc là vì một lý do nào đó mà mẹ quên cữ hút chẳng hạn. Ví dụ như thay vì 4 giờ mẹ hút là cái giờ mà mẹ hút sữa, nhưng mà vì một lý do nào đó thì tới 5 giờ hoặc là 6 giờ mẹ mới hút, thì những mẹ này cái khả năng mà bị tắc tia sữa nó rất là cao nha. Thế thì mẹ hãy cố gắng là điều chỉnh lại cái giờ hút sữa của mình. Có thể không nhất thiết phải đúng y bong giờ, nhưng mà nếu mẹ có lố giờ ấy, thì mẹ chỉ nên lố tầm 30 phút đổ lại thôi. Với một mẹ mà cho bé bú mẹ trực tiếp hoàn toàn thì mẹ có thể bị tắc tia là do bé giãn cữ bú ra đột ngột. Ví dụ như bình thường bé 2 tiếng bé mới bú một lần, nhưng mà bỗng một ngày đẹp trời nào đó bé ham chơi hơn, bé giãn cữ bú ra đột ngột ấy. Thay vì là 2 tiếng thì là nay bạn ấy 3 tiếng hoặc là 4 tiếng bé mới ti lại, thì lúc này ngực của mẹ rất là dễ bị căng tức và khiến cho mẹ bị tắc tia. Thế thì nếu như mà mẹ rơi vào trường hợp này thì mẹ có thể là vắt bớt sữa ra nếu như mà ngực của mình quá căng, để cho mẹ không có bị tắc tia ha. Cái lý do thứ ba khiến cho mẹ bị ứ sữa đó là mẹ quá nhiều sữa. Thì có rất là nhiều mẹ thì cố gắng tìm cách để mà kích sữa đủ sữa cho con, đúng không? Nhưng mà lại cũng có nhiều mẹ là sữa rất là nhiều và gây cho mẹ nhiều những cái phiền toái, ngực lúc nào cũng căng tức và khó chịu, và nhất là rất là dễ gặp cái tình trạng là tắc tia sữa tái đi tái lại. Thì với những mẹ mà nhiều sữa thì mình cố gắng là tìm cách mình giảm cái lượng sữa lại ha. Làm thế nào để mẹ có thể giảm cái lượng sữa lại để cho mình đỡ bị tắc tia ấy, thì Trâm sẽ nói ở một cái video khác nha. Nguyên nhân tiếp theo đó là do cái cấu trúc của bầu ngực và cái đầu ti. Trâm lấy ví dụ như là cái bầu ngực của mẹ thì rất là nhiều nang sữa, nhiều sữa, nhưng mà cái đầu ti của mẹ thì cái lỗ ti sữa, cái đường thoát sữa nó rất là ít. Giống như là dân cư thì rất là đông, nhưng mà cái đường đi lại ấy, thì rất là hẹp. Thì lúc này ngực của mẹ rất là dễ bị tắc tia do cái cấu trúc của cái bầu ngực và cái đầu ti nó không cân xứng. Thì với những mẹ này á, thì mình cũng sẽ cố gắng tìm cách là mình giảm cái lượng sữa lại để cho cái việc thoát sữa nó được tốt hơn, sữa nó ít có bị tồn đọng lại trong các cái đường ống dẫn sữa. Cái nhóm nguyên nhân mà gây đau đầu ti ấy, thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là do bé ti sai khớp ngậm này, hay là do mình dùng máy hút sữa chưa đúng cách. Ví dụ như mình chọn không đúng size phễu, cái phễu nó rộng quá hay là cái phễu nó chật quá. Ví dụ như đầu ti của mẹ thay vì mẹ nên hút 24 thì mẹ lại hút 27 hoặc là 30 chẳng hạn. Hoặc là đầu ti thay vì là hút 27 thì mẹ lại dùng cái phễu 24, tức là nó không có phù hợp với đầu ti của mẹ, thì cũng rất là dễ cho mẹ dễ bị đau đầu ti, dễ bị tổn thương ở đầu ti ha. Rồi hoặc là mẹ dùng cái áp lực của máy hút sữa nó quá mạnh, cũng sẽ khiến cho mẹ bị đau đầu ti. Thì với trường hợp đau đầu ti do sai khớp ngậm và do dùng máy hút sữa chưa đúng cách á, thì mình hãy cố gắng điều chỉnh lại làm sao mà con có thể là ngậm sâu nhất có thể để giúp cho mẹ đỡ bị tổn thương, đỡ bị đau đầu ti. Và mẹ có thể đo lại cái đường kính đầu ti, chân ti của mình để xem là với cái size ti của mình như vậy á, thì nên chọn cái phễu nào là phù hợp nhất. Thế thì mẹ nào mà còn lăn tăn cái chuyện là đo như thế nào rồi chọn sai phễu như thế nào thì có thể để lại câu hỏi ha. Để lại câu hỏi thì Trâm sẽ hỗ trợ cho các mẹ. Nguyên nhân thứ ba mà khiến cho mẹ bị đau đầu ti là có thể là mẹ bị viêm nhiễm hay là mẹ bị nấm, bị tràm ở đầu ti. Thì với một mẹ mà nếu như cái việc đau đầu ti nó kéo dài trên 4 tuần á, thì khả năng là mẹ có viêm nhiễm gì đó ở đầu ti rồi. Thì trường hợp này mẹ nên đi khám để bác sĩ xác định được đúng nguyên nhân. Lúc này thì mẹ mới có thể là điều trị triệt để được cái chuyện là bị đau đầu ti mẹ nhé.